Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh truyền hình Lai Châu. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trời có mây, có mưa rông rải rác, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến là từ 17 đến 25 độ. Vùng núi cao là từ 15 đến 19 độ, độ ẩm ở đây là từ 65 đến 90%. Chuyển sang phần dự báo các nơi trong tỉnh. Tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ ở đây là từ 17 đến 22 độ và độ ẩm ở đây là từ 75 đến 90%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ là từ 19 đến 25 độ và độ ẩm ở đây là từ 75 đến 90%. Khu vực Sìn Hồ nhiệt độ là từ 15 đến 19 độ và độ ẩm ở đây là từ 80 đến 90%. Khu vực Tân Nguyên nhiệt độ là từ 19 đến 26 độ, độ ẩm ở đây là từ 65 đến 90%. Còn Nậm Nhùn là nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm ở đây là từ 75 đến 90%. Khu vực Tam Đường nhiệt độ từ 19 đến 26 độ và độ ẩm ở đây là từ 65 đến 90%. Huyện Tân Nguyên nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ và độ ẩm là từ 75 đến 90%. Dự báo từ chiều tối đêm nay và ngày mai tỉnh Lai Châu sẽ có mưa rông rải rác, trời rét. Quý vị cần lưu ý mưa thường xuyên đi kèm sương mù khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và đường đi bị trơn trượt, đặc biệt là về đêm và sáng sớm tại các khu vực vùng núi cao và nơi có đường đèo dốc. Dù lái xe ô tô hay là xe máy thì quý vị cũng nên đi với tốc độ vừa phải, giữ khoảng cách an toàn với xe khác, và nếu có ý định vượt xe phía trước thì hãy chú ý quan sát, tuyệt đối là không vượt nếu phía trước có nhiều phương tiện đang nối đuôi nhau. Vâng, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.